Rồi Minh Tăng xin chào tất cả cô chú anh chị mọi người ha. Thì giờ này em tới tiệm mua cái tủ lạnh cho bé Mơ ha mọi người. Này của một em giấu tên ở Tây Ninh. Vậy đó hả? Thôi. Thôi. Dạ, lâu rồi. Cha bán gì không chú? Cha bán gì coi? Cha bán gì vậy ta? Bán gì được chứ? Vô. Ca bán gì vậy? Hỏi anh. Hỏi anh đó kìa. Vậy ca bán gì vậy? Nói gì tặng tặng cho tiền bà. Bán bình tủ lạnh. Ca bán gì vậy anh Tăng? Bán nào cũng được hết. Nhớ một chôm chôm trước đi. Ừ. Tao bảo kêu ca đó mơ. Ừ. Bà cho tiền đó. Vô. Không nói bà hồi cho em tiền nó nghe bỏ lại. Nó cũng lắm chứ. Mua tủ lạnh chi chờ cũng được anh Tăng. Đăng. Gì? Ông làm rồi. Gọi đi lửa đi. Ở đâu đâu biết đâu lửa. Đó, bên đây nè. Thằng ơi. Ừ. Bà lửa đi má ơi. Lửa đi. Đâu cái nào đâu. Nó cho cái đó. Bây giờ anh Tăng thương mà. Nó ngộ anh Tăng mơ cả. Cô có biết gì đâu trời. 4 rưỡi nè, như hôm này là 4 rưỡi nè. Vậy dạ. À. Cái này. Cái đó tới 5 triệu lần. Cái đó Nhật Bản hả? À, cái đó của Senaki. Cái này có hiệu gì? Cái đó hiệu gì? Anh Tăng có hiệu gì? Là xăng vô hồi xưa đó, hãng xăng vô hồi xưa đó, của Nhật đó. Ờ, nhỏ lắm qua đó. Hả? Cái đó 4 triệu rưỡi hả? 4 triệu rưỡi. Cái đó này 5 triệu hả? Cái đó 5 triệu. Nhật Bản hả? Nhật Bản. Tăng ơi. Nói chịu lỗ nào? Thôi lấy cái này mẹ này Nhật Bản đi. Thì ai biết thì được không? Nó bác ơi. Kìa bác kìa. Không. Mà cậu Tân mà Tân cho gì nhận đấy. Trời. Chứ mình nào không có đòi hỏi. Mày chịu cái nào mày chịu đi. Chứ... Bây giờ người ta hỏi là bây giờ là anh Tân kêu mua cái nào lựa. Mà tôi không lựa. Mày lựa. Bà nói ngồi rồi mệt luôn đó. Đấy mới làm con hiếu thảo đấy. Mày chịu cho. Nó bà nói giờ đã chi Tân chỉ lựa đi. Ừ thì lựa. Bây giờ chị Tân chứ con mơ ta không đồng ý mua. Không chuyện tụ lao không một trời. Đây có lại 4 triệu mấy đâu anh. À, đâu ông Phật. 4 triệu rưỡi. Anh Thương đó. Kêu anh lựa. Editor siêu tiết kiệm á. Để bà lựa đi. Cái này là tiết kiệm, này 5 triệu. Tôi đâu có biết chơi không? Nha. Lấy cái 5 triệu đi. Thôi thì không, cái 5 triệu đi. Chứ mình đâu có đòi hỏi cho Nhật Bản đó. Nhật Bản. Cái đó là hiệu gì vậy anh? Nhật Bản. Của hãng liên danh của Nhật. Nhật đó. Ủa, Nhật á. Toshiba hả? Toshiba. Từ Nhật. Mấy hả? Từ Nhật còn đâu biết hả? Cái này Sawaki à? Sawaki. Ở cái Mỹ đó. Sawaki là cái hàng mới hả? Đâu nó hãng nó lâu rồi đó. Cái đó là bao nhiêu lít anh? Cái này là nó 160 mấy lít à? Nhật Bản nha chị. Biết Nhật Bản không? Ông chơi mấy nha. Còn muốn gắn lít nữa thì nó cho. Anh Tăng nó mời người ngộ nha. Không, cái nhỏ đó rồi. Chỉ thôi, bây giờ là lấy chị cho có 5 triệu đúng mà. Lấy này là 4 triệu gửi đi chị. Được không? Ông chủ tặng cho bao nhiêu? À. Ông tặng nhiêu? Trả giá kìa. Có cái rẻ nữa không? Ông chủ tặng cho bao nhiêu cái tù đó đó? Cái này là tính 5 triệu á, rồi thôi tính cho 4 triệu chín, tặng lại 100. Tặng 1 triệu 8 được rồi. 4 triệu 8 là 200 mới mua được đồ để cho tù lạnh. Tặng dạ. Mua không chứ chưa có tiền nữa nè. Năng nỉ không đi? Dạ. Rồi. Rồi. Cho số điện thoại, tôi cũng có 1 đồng nữa. Để cho ông. Cho hồi nữa, trở qua. Dạ. Hồi nữa trở qua. Ngay hổm đó ha, ngay nhà hổm ha. Dạ dạ. Chị đạp đi hả? Hả? Mua gì đạp ở đây? Trời ơi, hậu chi. Rồi ca tặng cho anh bài đi. Dạ. Cái này 200 ngàn được đó. Cái này trả tới nhà luôn nha, chứ không bỏ mà. Dạ, tới nhà. Tới chỗ hổm bắt tivi đó. Rồi rồi, chăng chỗ mà hỏi chị Tăng mà cái gì, cái chỗ cá gì đó. Coi. Biết nhà rồi. Biết rồi ha. Rồi, hồi trở qua. Dạ, hồi trở qua. Nó đi ăn cơm rồi. Bớt tôi cảm ơn rất nhiều, nó ban ơn. Trời ơi, khùng quá bà ơi. Không cảm ơn thì ai cho. Rồi, cảm ơn anh đi. Bà Tân có quỳ với lại người ta, tôi không muốn mua luôn á. Ừ. Bà nói ngồi nó lên cơn, nạp chuyện người trơn anh Tân. Ừ. Đó thấy không? Ừ, nó bệnh đó chị. Thấy không vậy? Tân kêu quỳ lại người ta luôn. Ta thương người ta cho chụp hình gì đó. Nhiều. Rồi. Ông nói bà rồi, chị Tân không dùng cho tiền cũng rồi. Bà giỡn cường nhú. Bà quỷ nhập bà. Cái cường mình Tân nó bà có quỷ nhập thôi nha. Ừ. Ông mơ thì khó, còn chỉ thì khó. Ngồi ghế đi. Ngồi đây để trả tiền nè. Dạ.
Đó, cho anh Tân bấm ảnh cho. Khó khăm ấy. Dạ, không bà khó đâu mà. Mà cảm ơn em gái là Tây Ninh đi. Dạ, cảm ơn em gái Tây Ninh ủng hộ cho có tiền bạc xài ra và chịu luôn đi. Ừ. Cảm ơn chị Tân, xin lỗi má qua với anh Tân luôn. Ừ. Dạ. Tôi không mua tốt không thiệt. Thấy ổng sao? Ổng đẹp không? Thấy ổng đẹp trai không? Không cùng cái bà nội chứ nè. Gì? Không khùng. Ông nói kìa hả? Ừ, điên. Bà đâu bà coi. Xin lỗi bà đừng. Là tốt mà. Ừ. Mua tủ lạnh lại luôn mầm. Đang ta chơi cho đó đồng mơ. TV coi gì coi im không? Dạ. TV coi im không? Coi im. Đó mà xin bà ngủ chạy cho anh xin hai bà chị bỏ túi sao? Anh nói cho bà. Bốn triệu. Bà cho là không. 5 triệu. Đâu chữ à? 5 triệu đó. Dạ. Cho lại 200 ngàn đó, đếm mơ đếm coi. Mơ đếm coi phải không? Nhỏ lắm chưa có tiền đâu mơ. Mơ đếm coi. Nó khoái tiền đâu mơ. Ừ. 1, 2, 3, 4, 5. Thôi mơ đếm là 6 rồi, đếm lại cái nữa dạ. Thôi. Dạ. Ừ. Mơ cũng nghèo cho tờ đi hôm qua. Chưa có tiền rồi, chứ chết rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Cho anh tờ đi hôm qua. Được không? Tờ thó lại là ma. Dạ. Tôi không có tiền hết trơn nè. Xin đa đa. Xin đóng cho kìa. Ừ. Anh có cái chi 2, 3, 4, 5. Cái tivi nhỏ mình bấm hai em là cái gì? Cái này hiệu gì? Của mình là Samsung. Samsung mình có cái chân bấm hai inch Samsung không? 300. Không. Cái chân nó đâu bán rồi. Không bán rồi sao? Mỗi cái máy nè, tủ lạnh vừa của bà nè má. Lấy giấy tờ đi. Bố 4 triệu mấy đó. Thôi tiền chị lại. 5 triệu luôn hả? Ủa 4 triệu mấy mà. 4 triệu 8 là xin 200 để mua đồ để vô. Vậy đã. Cho lại mơ 200. Để mua đồ để tủ lạnh ăn. Rồi ông đưa 200 chưa? Chưa. Nhạy. Đi mua nước để. Ừ chút rồi. Nó ngọt cái kia cho. Chịu không không? Kêu hát bài đi không dạ. Chịu. Ngồi hát bạn người. Hát tị tặng cho chị nè. Dạ. Rồi nó cho nó. Hát tặng cho Tây Ninh nè. Dạ dạ. Tặng là 200. Dạ. Hát đi. Hát đi. Dạ. Hát đi, tao lấy 200 này đi mua nước uống. Dạ. Anh kêu chở tủ lạnh lên cho em. Chở liền nha. Dạ. Thôi hát bản tặng chôm chôm ha. Ừ. Tụi nghiệp anh Tân mà. Ừ. Thôi chị Minh Tân xin cho ít 500 ngàn bỏ túi trà cho Minh Tân. Chúc có liền. Chúc có liền bây giờ hát. Dạ, em cũng xin lỗi tầm bậy bạn nha. Nó hát bán đi. Đi bơi mai lên chốn thành đô. Đi bơi mai lên chốn thành đô. Nhà chi quá gực gờ. Xin anh đừng quên bến đò con sông nhỏ. Chốn quê xưa làng dò gió mong chờ. Hay quá. Xin anh đừng để dạ nghi ngờ. Đèn đô thị ngọn xanh ngọn đỏ. Bà lơn hết bà nói. Bà lơn mà cởi. Ừ. Anh chẳng chọn lòng. Chúng thị nó lạnh em xuống kìa lấy ra nó qua bên đây tôi có lạnh vậy nói chị ngồi chơi cho em mới kêu bà nói chuyện đang lý hai chồng em cùng trời ơi bộ đem ra luôn ha lòng ơi cho em ơi đã chưa cái tiền vừa cho bữa nay mất tiền rồi lòng ơi bước bước ra đi mời tiếp anh đi 5 triệu em ơi cần ơi chơi không ủng hộ cho thầy nó đi cái tủ lạnh đã chưa rồi, chưa bà con lấy mở cửa coi lại mở cửa cái tủ lạnh coi mở cửa là biết mẹ lên có biết cái này không phải cho mơ nha cho mẹ mơ dạ, dạ. Dám rồi nha chưa phải một tấm người xài tủ lạnh nữa đã chưa chị ngủ cho mấy chị hoa tủ xài nha chị nè làm đá bi nè thấy không dạ ngủ chị mấy chị hoa tủ xài nha ừ thầy đây 200 ngàn lát đi mua đồ để cho dạ 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 được tới đầu xin tiền nữa nó không xin tủ lạnh ông cho em bao cái bà lại nữa mà ừ bà lại đi chụp luôn hai mẹ con bên kia ừ. Hai tủ lạnh mà cho mẹ mơ xài ké mẹ thôi nha. Ờ, để bà chụp đi. Mơ chụp luôn. Chụp, chụp luôn. Không ừ. Gì là máy móc đâu mơ. Ừ. Chứ con quạt rồi. Quay tới sợ. Anh Tân hồi năn nỉ cho bà với em ít triệu bạc bỏ túi xài nha anh Tân. Mấy ít triệu hả? Dạ. Mấy triệu? À, mẹ chịu em chịu đi. Mẹ hết chịu rồi. Con chịu hả? Dạ, xin lỗi. Ờ. Ừ. Cảm ơn tháng triệu bạc đó 5 triệu rồi con. Trời ơi, nãy tức nó không có đồng bạc. Anh lấy tiền đâu có đồng bạc đâu tôi đồng em có điện thoại mất tiêu không chung dạ để cho anh lao kìa lao cho anh ơi trời ơi nó không anh cho tăng tôi thôi trời ơi thật sự chứ cái này sao anh chở qua hả mẹ biết xài điện đó ừ nó cháy hết trơn chị biết dạ
tiền sống đó mà. Cho con vớt đi, nãy không đang nghỉ ba. Đầy mẹ tiếp cho. Tao muốn cho, tao cho. Đây là cho con gái mơ nè, dạ, cho dạ. Mẹ mơ nè. Dạ. Để sữa nè, để trái cây nè, để đồ ăn nè. Ừ. Ông con nó cùng không? Nó đòi xin tiền của chị Tăng đó cậu. Nó không chịu mua tủ lạnh, chị Tăng nó không. Ở bên bển, bên Mỹ người ta muốn cho thì ta cho ha. Người ta có được quyền. Tôi không mơ. Nhỏ lớn tôi chết chưa mua này ha. Chị có không? Ở nhà có không? Có thiếu cha gì mơ? Không, chị chưa có. Chị đâu mà mua, có mơ có mà. Vậy hả? Ừ. Ở đây lại luôn anh Tăng. Ừ. Thằng ơi. Lại lắm mà, cái điện thoại tôi đâu mất tiêu, thằng ơi, tôi thấy ốc đổ vậy đó. Đó, bỏ vô thùng đó. Ừ. Mơ nó không biết mừng hả anh Tăng? Ừ. Không chơi không hợp. Ê, nhà nó có cái ổ điện để mà ấy luôn. Có. Chưa, chưa. Không có, không có. Chỗ nào có ổ điện nó mình kéo lại đó. À, sư cô nói 25 cây. Cô đem đi điện kia thở ra 25 cây. Ừ. Tủ lạnh chắc của thằng Diễn. Em ơi, lên đây đập tập thể dục coi. Để tập thể dục ra. Thằng ơi, cái này đập sao? Quảng cáo hàng mẫu cho ông chủ cái coi. Thằng ơi. Chủ bán được mấy cái này rồi. Thằng ơi, tao bán đồ nữa. Giống chín lô không? Chứ ăn xin đâu mà ăn mại, tao thấy tình trạng này tao lại. Đòi nón hình nữa mới giống. Ừ. Thấy không? Thấy không? Ê, tôi cướp bà ta đường không? Thôi đâu, nãy giờ tôi lớn rồi. Thằng ở xe này chạy sao được trời. Cái này chạy qua đường được không chú? Lại, cái đầu chạy ngoài đó. Ừ. Ông nội tao à. Để tập thể dục quá anh Tăng. Tập thể dục đó. Tập thể dục. Bà tôi đầu chạy ngoài đó. Vậy này chạy ngoài đường không chị Tăng? Chạy ngoài nè. Chạy qua đường được không? Đi đâu chỗ nhà có lại không chị đâu. Bà không biết đâu rồi. Cái này chạy ngoài đường được không không? Hả? Này chạy ngoài được không? Được. Được không? Bưng. Bưng hả? Ừ, cùng thịt trơn. Ở đầu chạy ngoài đó. Ừ. Chạy như xe đạp vậy đó, hiểu không? Ừ. Thằng ơi, nhỏ lớn tôi chưa mua xe này à. Chưa mua hả? Của anh hả? Ừ. Anh tập thể dục mà chưa mua à. Ờ, mua tủ lạnh mà nó không mừng anh Tăng với chị Tăng nó khùng mà nó biết cái gì. Ngáo trơn ha. Hỏi em trai nó có vợ chưa? Có thầy đúng. Nó làm cho có vợ chồng luôn á. Mơ hả? Nó còn nít quá. Hỏi có vợ chưa? Có vợ chưa cân? Không Tăng hỏi kìa. Có rồi, có rồi. Cái này Nhật Bản luôn ha bà. Thôi. Có vợ có con làm gì không có không? Có vợ có con qua lại luôn hả? Có xui có da rồi nó chứ đừng. Ừ. Có xui rồi đó. Có xui rồi đó. Không cho cái nè. Rồi. Bắt bạn ngồi cho bên Tăng cho tiền nó bỏ túi xài đi. Không có đồng bạc. Nè. Ừ. Nha. Đi đừng lấy cho tiền. Tới nó bắt mang. Ừ. Chứ nó biết đâu mà đầu cùng cỡ ông bà. Ông bà quýnh mà giăng đầu ha. Mình đang ăn chung thương. Em chạy. Không đi hết đó. Chính. Chính gì? Lấy cái bánh chung tặng bạn nè. Thôi thử đi. Tặng bạn. Tặng bạn. Thôi, thôi, thôi. Bỏ nó đi. Không chết à. Đâu có gì đâu. Lấy cái bánh chung thu không mày. Lấy cái bánh chung thu. Lấy cái bánh chung thu tặng quà. Đóng tường mơ ha. Tôi giống tường nó nghèo. Người ta 4 triệu 8 á mà không thấy không. Ông còn ngon tôi không có đồng bạc rồi nè. Đi lại dịnh chiếc xe kìa cho nó để lên giùm. Trời ơi tiền con ơi. Ừ. Lành rồi. Bà nó lành dễ sợ. Ông Tăng nó dòng quý mà không nè. Anh Tăng. Còn nó bả cho 1 triệu bả. Trời ơi mua này chi tôi thấy bối gối con Tăng nhức đầu nữa. Đâu có gì đâu bối gối. Ha. Ngon lắm. Dạ. Lấy bánh trung thu có xin ông địa chưa? Không. Không xin ông địa dẫn sao? Ông bẻ tay cho bẻ cho rồi lội mẹ đi ông ơi. Để mai mốt ăn trộm cũng vậy đi ăn trộm. Thôi ơi. Để nữa coi có ai cho không rồi đem bánh phu qua cho ăn ha. Dạ. Đem bánh phu ha. Đưa cho bà không? Cho bà đi. Thôi. Ông lấy ăn không? À. Đem về ăn đi. Dạ.
bỏ túi đi, thấy không cho một cái này. Rồi Minh Tăng xin chào mọi người ha. Chiếc này chở tủ lạnh về ha mọi người. Anh cảm ơn em gái ở Tây Ninh ha. Bên Mỹ gửi tiền về. Cảm ơn em gái Tây Ninh đi. Dạ, cảm ơn em gái Tây Ninh cho anh Tăng, chị Minh Tăng ủng hộ cho ông Mơ với chị qua có tiền đi anh chị. Đó, em gái Tây Ninh dạ. Cho tủ lạnh nè. Dạ cho tủ lạnh, cảm ơn em gái Tây Ninh. Dạ. Ngáo ngáo để bà nội. Rồi Minh Tăng xin chào mọi người nha.